thật xanh hòa đồng cùng với một thằng Lý Thông. Luôn nói ra những lời vô lý nhưng lại thuyết phục được chàng thật xanh. Cũng giống như bao ngày sống bình thường, hắn muốn đưa ta đi vào hang động. Như yêu quái bắt cóc Đường Tăng, hắn bỏ ta lại ở khu rừng rộng, bỏ ta lại nơi không có một ai, rồi kiếp thân trai tự bảo vệ mình. Ở chỗ này có con yêu tinh, nó muốn tiến đến lại gần hiển hết. Ta liền lấy ra cây gậy như ý thì nó vô tình quay đầu bỏ chạy. Chưa kịp hỏi nơi này là đâu mà nó đi mất, bỏ tôi ở lại. Chính tôi rồi, na na, chính tôi rồi, na na, chính tôi rồi, na na. Ôi trời ơi, thằng Lý Thông cay, thằng Lý Thông đi, thằng Lý Thông cay, thằng Lý Thông đi, thằng Lý Thông cay, thằng Lý Thông đi, thằng Lý Thông cay, thằng Lý Thông. Nó chui ra tiếng đến gần anh thì anh chưa khi bản thân của mình gặp nạn thì trong lòng nó vẫn lo người anh. Nó đâu biết anh nó muốn giết bản thân Lý Tống là kẻ lưu manh. Nhưng cái kết thì ai cũng biết, kẻ có tội thì phải đền tội. Coi trong đó cũng không thể thoát, ngày tàn của nó cũng sớm đến thôi. Thằng Lý Thông cay.